Xin chào tất cả các bạn lớp 11. Hôm nay chúng ta lại bắt đầu bài học tiếp theo của phần anh Ken. Tuần trước chúng ta đã được học đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, cấu tạo rồi. Thì hôm nay chúng ta để đi phần cuối cùng của bài anh Ken này, đó là phần tính chất vật lý, tính chất hóa học và điều chế. Chúng ta đi vào bài học các bạn. Hai la mã đó là tính chất vật lý. Tính chất vật lý. Thì bên phần anh Ken, từ C2 cho đến C4 là chất khí, từ C5 trở đi thì là ở dạng là chất lỏng hoặc là ở chất rắn, nhẹ hơn nước và đặc biệt là nó không tan trong nước. Chúng ta có các ý đó ha. Đó là ở điều kiện thường. Ở điều kiện thường thì từ C2H4 cho đến C4H8 là đây là chất khí. Còn từ C5H10 trở đi thì có thể là ở chất lỏng hoặc là chất rắn ha, hoặc là chất rắn. Lỏng hoặc rắn, nhẹ hơn nước. Và không tan trong nước. Không tan trong nước nhưng có thể tan trong các cái dung môi hữu cơ khác. À, có thể tan trong những dung môi hữu cơ khác. Thì phần này các bạn có thể tìm hiểu thêm và các bạn cho cô cái ví dụ ở dưới. Đó là nhẹ hơn nước và không tan trong nước. Các bạn tìm hiểu thêm cho cô phần này. Đó là phần tính chất vật lý. Chúng ta đi phần 3 la mã, phần chính của bài hôm nay. Đó là phần tính chất hóa học. Thì trong công thức cấu tạo của Anken, chúng ta thấy là Anken nó có là nối đôi CC, đúng không các bạn? Có một nối đôi CC. Vậy thì trong nối đôi CC này, chúng ta thấy là nó có một liên kết sigma và một liên kết bi. Thì liên kết sigma là liên kết bền vững, liên kết bi là liên kết kém bền, dễ bị phá vỡ bởi những tác nhân khác. Đúng không nào? Chúng ta đã học bên phần cấu tạo rồi. Vậy thì dựa vào cấu tạo của liên kết đôi thì chúng ta có thể dự đoán được tính chất của Anken. Đó là tính chất hóa học chủ yếu là dùng liên kết CC này làm trung tâm. Dùng liên kết CC làm trung tâm. Và đặc biệt chúng ta sẽ đi phá vỡ cái liên kết bi ở dưới này. Liên kết bi để tạo thành những liên kết đơn bền hơn. Đó là dự đoán. Vậy thì đối với trường hợp đối với anh Ken thì tính chất hóa học đặc trưng của ảnh đó chính là phản ứng cộng. Nhớ nhé, một lần nữa nhắc lại, đó là phản ứng cộng, đó là phản ứng đặc trưng của anh Ken. Ta đi vào một nhỏ phản ứng cộng. Bạn nhớ rằng đây là phản ứng đặc trưng, nhắc đến anh Ken là phải nhắc đến phản ứng cộng. Về phản ứng cộng ở đây chúng ta sẽ có ba cái tính chất nhỏ trong phản ứng cộng này. Thứ nhất đó là cộng với hydro, thứ hai đó là cộng với halogen và thứ ba chúng ta sẽ cộng với HX có thể là halogen hoặc là có thể là OH. Với hydro. Thì khi mà CnH2n, đây là công thức tổng quát của Anken. Khi Anken đi cộng với hydro, tức là đi tham gia phản ứng với hydro, với điều kiện là chúng ta sẽ có là niken và nhiệt độ. Ta sẽ tạo ra sản phẩm. Đó chính là Ancan CnH2n cộng 2. Cô lấy ví dụ cho các bạn.
CH2 nối đôi CH2 cộng với hydro với điều kiện là có niken và nhiệt độ, thì chúng ta sẽ ra cái anh ancan tương ứng. Vậy ở đây chúng ta có 2C đúng không các bạn? Chúng ta có 2 carbon. Vậy anh ancan tương ứng đó chính là gì? Ethan CH3 CH3. Cái ví dụ tiếp theo các bạn viết cho cô. Ở đây các bạn tự viết cho cô cái này. CH2 nối đôi CH và CH3. Cái này đọc là gì các bạn? Propen ha. Chúng ta sẽ đi cộng với lại là anh hydro với điều kiện niken tê độ. Các bạn viết cho cô sản phẩm. Chúng ta sẽ viết cho cô sản phẩm của propen đem cộng với lại là hydro. Hai bạn đầu tiên sẽ được cộng 0,25 trong bài kiểm tra. Đây là công thức tổng quát bên đây, một cái ví dụ cô đã viết ở trên và nhờ các bạn viết cho cô ví dụ số 2 ở dưới. Hai bạn đầu tiên nào. Chưa thấy các bạn nào cho mình đáp án nhỉ? Bạn Ngọc Anh cho ra là Roban. Bạn Ngọc Anh cho ra Roban. Rồi một bạn nữa. Bạn Ngọc Anh sẽ được cộng 0,25 trong bài kiểm tra. Giáo viên chủ nhiệm lưu ý giùm cô là bạn Ngọc Anh ha, lớp 11-1. Bạn số 2. À không có bạn nào comment thì cô sẽ cho kết quả luôn nha. Bạn Thục Nghi lớp 11-1 chính xác. Chúng ta có hai bạn Ngọc Anh và Thục Nghi. Chúng ta có 0,25. Vậy chúng ta có kết quả đó là chính là CH3, CH2, CHH3, Roban. Được chưa? Đó chính là cộng với hydro. Thì tính chất học này rất là dễ ha. Từ anken có phản ứng với hydro để đi tạo ra là ancan. Cảm ơn nha. Ai? Hoàng Cầm. À có Hoàng Cầm nữa. Hoàng Cầm chậm quá, mình chỉ lấy hai bạn thôi. Nên Hoàng Cầm nhanh hơn một xíu nữa nha. Cô đọc tên hai bạn rồi, đó là bạn Ngọc Anh và bạn Thục Nghi. Đi qua phần B nhỏ. Đó là cộng halogen. Các bạn chú ý ở những phần này đều có điểm cộng hết. Các bạn thật nhanh tay để các bạn có điểm cộng trong bài kiểm tra. Bởi vì qua hữu cơ thì bài kiểm tra của chúng ta là những bài không đơn giản đâu các bạn. Cho nên các bạn cố gắng, chúng ta có được điểm cộng chỗ nào thì chúng ta cứ phát huy để chúng ta lấy điểm cộng. Cộng halogen thì halogen ở đây là có thể là gì đấy các bạn? Có thể là clo hoặc là có thể là brom. Vậy thì ở đây chúng ta đi brom. CNH2N chúng ta đem cộng với X2. X2 đó là những cái phân tử halogen. Thì chúng ta sẽ tạo ra dẫn xuất CNH2NX2. Tức là phản ứng cộng là chúng ta cộng toàn bộ nhiều chất trở thành là một chất. Cộng hết nguyên tử vào trong đây. Vậy ở đây cô sẽ lấy ví dụ. Ví dụ như cô cũng có là ethylene ha, CH2 nối đôi CH2 đem cộng với lại là brom thì chúng ta sẽ ra sản phẩm đó chính là CH2 Br CH2 Br cộng 2 phân tử Br cộng 2 nguyên tử brom vào trong phân tử này của chúng ta. Vậy thì brom này đó chính là dung dịch nha các bạn. Brom ở đây là dung dịch. Vậy dung dịch brom có màu gì đây? Có màu nâu đỏ. Khi mà brom có màu nâu đỏ đi qua ethylene thì lập tức bị mất màu nâu đỏ. Vậy dung dịch này là dung dịch không? Không màu. Đây chính là phản ứng hay còn gọi là dấu hiệu để nhận biết alken.
Nhắc lại một lần nữa, phản ứng với dung dịch brom đó chính là dấu hiệu nhận biết alken. Khi cho alken qua dung dịch brom thì sẽ làm mất màu nâu đỏ của brom. Phần này không ghi nhưng chúng ta sẽ hỏi tới trong những bài kiểm tra. Ở dưới các bạn viết cho cô phương trình phản ứng này. CH2 nối đôi CH, CH3 đem cộng với lại là dung dịch brom. Cô sẽ gọi tên hai bạn tiếp theo. Hai bạn tiếp theo cho cô đáp án, chúng ta sẽ có 0,25. Chúng ta thật nhanh tay nào các bạn. Đây gọi là roben đúng không? Roben tác dụng với brom thì sẽ tạo ra sản phẩm là dẫn xuất. Vậy sản phẩm là gì? Ở trên mình đã viết cho các bạn cái ví dụ rồi, ở dưới các bạn viết tương tự như thế. Vậy brom sẽ đi vào carbon chỗ nào, vị trí nào? Các bạn nhớ nha, lúc nãy cô đã nói là tấn công vào gì? Vào nối đôi. À nhớ nha, chúng ta tập trung vào nối đôi. Gợi ý cho các bạn đó. Br CH2 CH CH rồi gì nữa? CH3Br. Đây là đáp án của bạn nào? Bạn Nghi. À, Nghi, cô ghi công thức như vậy của Nghi đúng chưa? Nghi chưa có chính xác. Đây là công thức chưa chính xác, Nghi ha. Bích Nhi là CH2. Chính xác, Bích Nhi. Bích Nhi, Vương Bích Nhi 11-1. Hoàng Cầm. Hoàng Cầm viết là BRCH2. CHBR. CHCH3BR. Hoàng Cầm viết giống Nghi rồi. Cho nên là Hoàng Cầm không chính xác. Ở đây chỉ có một mình Bích Nhi thôi ha. Chúng ta có Bích Nhi cộng 0,25. Vậy thì như mình đã nói với các bạn lúc đầu rồi, thì khi mà phản ứng hóa học sẽ tấn công vào nối đôi ở đây. Vậy ở đây nối đôi sẽ tấn công vào vị trí số 1 và vị trí số 2 đúng không các bạn? Vị trí carbon số 1 và vị trí carbon số 2. Vậy thì ở đây brom nó sẽ được cộng vào vị trí carbon 1 để được là CH2Br. Vậy tiếp theo một nguyên tử brom nữa sẽ được cộng vào vị trí của carbon số 2 để ra là CHBr. Và đây là CH3. Bích Nhi chính xác. Bạn nhớ nha, phản ứng này là phản ứng dùng để nhận biết alken. Dùng để nhận biết alken. Ở đây là nhận biết ethylene cũng như là các đồng đẳng của nó. Ở dưới mình cũng thấy là nó có phản ứng với alken, phản ứng với lại là brom để làm mất màu nâu đỏ của brom. Dấu hiệu nhận biết. Ở đây cô có một bài tập nho nhỏ cho các bạn. Cho 1,12 gam alken đi tác dụng vừa đủ với lại là dung dịch brom. Sau phản ứng cô thu được là 4,32 gam dẫn xuất đi brom. Đi brom có nghĩa là ở đây chúng ta có là 2 brom. Vậy thì công thức cấu tạo của alken này là gì? Nhắc lại một lần nữa, cô có một bài toán nhỏ. Cho 1,12 gam alken đi tham gia phản ứng tác dụng với lại dung dịch brom, thu được 4,32 dẫn xuất đi brom. Tìm công thức phân tử của alken. Để giải bài toán này thì chúng ta sẽ dùng công thức tổng quát của alken để chúng ta giải. Vậy công thức tổng quát của alken cô có là CNH2N đi tham gia phản ứng với brom Br2
Sản phẩm của chúng ta là dẫn xuất CnH2n dẫn xuất dibrom. Đây các bạn. Bài toán này tương tự như những bài toán vô cơ khác, đó là cho chất tham gia, cho khối lượng của chất tham gia và khối lượng của muối. Đúng không các bạn? Đây là giống như bài toán vô cơ. Vậy khối lượng chúng ta cứ để khối lượng mà chúng ta tính, ta không đổi ra số mol. Vậy thì cái hàng ở trên chúng ta sẽ dựa vào là gì đó các bạn? Hàng ở trên này chúng ta sẽ dựa vào N lớn và hàng ở dưới chúng ta sẽ dựa vào N nhỏ. Những bài toán thông thường lắm rồi. Vậy thì N lớn của cái phần anken và người ta cho anken và cho dẫn xuất đúng không? Vậy thì cô sẽ điền vào trong đây. Đó là 1,12 gram. Bên này là 4,32 gram. Vậy trên cô sẽ tìm N lớn của hai thằng này thôi. Bởi vì người ta không có hỏi bà rơm, mình ta cũng không có cho bà rơm, cho nên mình không có điền bà rơm. Vậy ở đây mình có là đây là 12N đúng không các bạn? Carbon là 12 nhân với chỉ số là N. Hydro là 1 cộng 2N. Vậy ở đây mình có tổng cộng là 14N điền trên đây. 14N gram trên mol. Còn bên dẫn xuất đi bà rơm chúng ta cũng có là CnH2N, cô đã tính bên kia rồi, đó là 14N. Vậy bờ rơm của mình là 80. Ở đây có hai bờ rơm là 160. Vậy thì chúng ta sẽ lập tỷ lệ mà chúng ta tính. Ta có tỷ lệ 1,12 trên cho 14N sẽ bằng 4,32 trên cho 14N cộng 160. Toàn bộ tỷ lệ mol ở đây là 111 hết. Cho nên hai cái tỷ lệ này chúng ta không có nhân cái hệ số. Từ đây bạn tìm tòi và bạn tìm cho cô N bằng bao nhiêu. Chúng ta có các đáp án A, B, C, D ở dưới. Ở dưới các bạn làm cho cô và các bạn tìm dùng cô N bằng bao nhiêu và suy ra công thức của anken nhé. Cô sẽ gọi tên bốn bạn đầu tiên sẽ có 0,5 điểm. Bạn Trung Quân. Quân trả lời là C4H8. Có một bạn trả lời. Còn bạn nào nữa không nhỉ? Bấm máy tính thật nhanh nào các bạn. N bằng bao nhiêu? Các bạn lớp 11 chắc ngủ chưa dậy hay sao? Cô nhận kết quả của bạn Phúc. Minh Phúc cũng trả lời là C4H8. Cầm. Rồi, Hoàng Cầm 11-1. Ngọc Anh 11-1 cũng là C4H8. Chính xác, N bằng 4. Vậy công thức của chúng ta sẽ là C4H8. Chúng ta sẽ chọn đáp án là đáp án C. Được chưa các bạn? Bốn bạn Quân, Phúc, Hoàng Cầm và Ngọc Anh chúng ta có nửa điểm. À, Lý Ngũ, anh Khôi, Lý Khôi thì chúng ta cũng được cộng luôn nha. Đó là cô đã đi xong hai phần cộng, đó là cộng với hydro và cộng với halogen. Tiếp tục chúng ta sẽ đi một phần rất là khó khăn, đó chính là cộng với lại là HX. C cộng HX. X ở đây có thể là brom, clo hoặc là nhóm OH vân vân. Đây là những tác nhân bất đối. Tác nhân bất đối này thì cô đã giải thích cho chúng ta rồi. Đối với là những cái hydrocarbon nó đối xứng thì chỉ tạo ra một sản phẩm. Tuy nhiên đối với những hydrocarbon mà nó không đối xứng thì chúng ta sẽ có những sản phẩm chính và những sản phẩm phụ, người ta gọi là mono đó các bạn. Bên phần ancan thì cô cũng đã nói rồi, chúng ta có mono clo ha, ta có mono. Vậy thì ở đây mình xét
cái đơn giản trước, đó là các anken có cấu tạo phân tử đối xứng. Anken có cấu tạo phân tử đối xứng. Đối xứng có nghĩa là gì? Đối xứng có nghĩa là gì các bạn? Tức là các bạn có một cái trục và bạn chia ha, bên này thì số carbon sẽ hai phía số carbon sẽ bằng nhau. Vậy thì ở đây cô lấy ví dụ, đối với anken có cấu tạo đối xứng thì khi tham gia với HX cộng đem cộng với HX này thì sản phẩm của chúng ta chỉ tạo ra một sản phẩm. Một sản phẩm cộng. À. Cô lấy ví dụ như là CH2 nối đôi CH2, đây là đối xứng đúng không các bạn? Vậy thì nối đôi dùng làm trục đối xứng. Đây, chia ra. Được chưa? Vậy thì số carbon bên phía bên trái bằng số carbon bên phía bên phải thì đây gọi là anken đối xứng. Khi mà anken đối xứng này đem cộng với lại là HBr chẳng hạn. Ha, cô lấy ví dụ là HBr, HX này thì lấy Br ha. Chúng ta sẽ tạo ra một sản phẩm cộng, đó chính là vậy cộng vào chỗ nào? Cộng vào chỗ nào? Toàn bộ HBr này sẽ được cộng vào trong cả phân tử này và phá vỡ liên kết đôi ở đây. Chúng ta sẽ có sản phẩm là CH3CH2Br. Được chưa? Cái Br này sẽ cộng vào ở đằng sau. Đằng sau, đằng trước thì nó giống nhau đúng không? Cái H này sẽ cộng vào vị trí của carbon tiếp theo. Đó là đối xứng. Một cái ví dụ mà các bạn sẽ đi tiếp đó chính là CH3 cộng với lại là HCl. À, một cái ví dụ khác, HX ở đây cô thay đó chính là X là Cl. Vậy thì chúng ta sẽ có sản phẩm nào đây các bạn? Chúng ta cũng sẽ tạo ra một sản phẩm thôi, đó chính là gì đây? Cộng vào nối đôi nha các bạn, phá vỡ nối đôi đi. Thì giờ cái đối xứng của mình, cái trục đối xứng của mình là nối đôi. Vậy thì có thể là cộng vào vị trí ở carbon số 2 hoặc là vị trí ở carbon số 3 đều giống nhau hết. Không cộng vị trí carbon số 1 và carbon số 4 nha các bạn. Bởi vì chúng ta chủ yếu là chúng ta đi phá vỡ nối đôi. Thì chúng ta có thể điền vào carbon số 2 và carbon số 3. Hai vị trí này tương tự nhau. Vậy sản phẩm của chúng ta sẽ ra là cái gì đây? Cộng vào nè, CH3. Vậy giờ cô cộng vào vị trí carbon số 2 nha các bạn. Vậy ở đây, cho nó C ở đây. Được chưa? 1, 2, 3, 4. CH2, CH3. Chuyển qua carbon số 3 được không? Các bạn viết ở đây cũng tương tự như thế, vẫn đúng nha các bạn. Ha, bạn viết ở vị trí carbon số 3 vẫn đúng, vẫn chính xác. Nhưng mà nó chỉ là một, cái đó là một sản phẩm thôi. Chúng ta có thể đánh số từ bên trái qua hoặc ta đánh số từ bên phải qua. Được chưa? Rồi. Đó là các anken. Vậy ở đây cô lấy thêm một ví dụ nữa là cộng cho H2O ha, cộng cho OH đó các bạn. CH2 nối đôi CH2. Chúng ta sẽ cộng với một tác nhân HX, đó chính là H2O. H2O thì cô ghi chi tiết ra là HOH. Đối với HOH này thì môi trường phải là môi trường H cộng, môi trường axit. Vậy thì khi mà anken tác dụng với lại nước, chúng ta sẽ tạo ra là ancol CH3CH2OH. Đọc tên đây là ancol ethylic. Ancol ethylic. Nhớ là đối xứng thì mới tạo ra một sản phẩm cộng. Đây toàn bộ là những cái đối xứng. Ở dưới các bạn có thể viết cho cô đó là đây, công thức ở trên đi tác dụng với lại H2O, các bạn có thể viết vào trong tập của mình ha. Phần này các bạn có thắc mắc gì, các bạn cần cô giảng lại hay không? Chúng ta đã đi qua ba phần rất là đơn giản, toàn bộ là tạo ra một sản phẩm hết, đó chính là H2O, halogen và HX nếu anken có cấu tạo phân tử đối xứng.
Vậy mình đi tiếp các bạn nha. Cô đi tiếp đó là anken, nếu trường hợp anken có cấu tạo không đối xứng. Có cấu tạo phân tử. Không đối xứng. Thì khi đem cộng với tác nhân HX, đem cộng với HX thì có thể cho ra hỗn hợp hai sản phẩm trở lên. Có thể hai hỗn hợp hai sản phẩm trở lên. Đơn giản nhất là hai sản phẩm có thể tạo ra 3 4 sản phẩm. Thì bây giờ chúng ta làm quen với hai sản phẩm trước, sau đây chúng ta làm quen với hai sản phẩm rồi thì chúng ta sẽ đi tới 3 4 sản phẩm. Hai sản phẩm này thì đương nhiên sẽ có là sản phẩm gì các bạn? Sản phẩm chính và sản phẩm phụ, tương tự như phần ankan. Cô bôi phần bảng bên này để hướng dẫn các bạn cho rõ hơn. Cô lấy ví dụ như là anh ken không đối xứng. CH3CH nối đôi CH2. Đem tác dụng với lại là HBr. Bạn thấy anken này có đối xứng không? Nối đôi nó nằm bị lệch về một bên cho nên là cấu tạo phân tử của nó gọi là không đối xứng hay gọi là bất đối. Vậy thì đối với này, đối với trường hợp là bài toán như thế này thì chúng ta có quy tắc mắc cướp nhi cướp của nhà bác học người Nga. Vậy nhà bác học người Nga nói như sau: phân tử HBr trong đó có phần hydro mang điện tích dương và phần brom mang điện tích âm thì sẽ ưu tiên cộng vào những vị trí như sau. Các bạn nhìn vào công thức phân tử của CH3CH2 nối đôi CH2, bạn xác định bậc carbon cho cô. Bậc carbon nào là cao nhất? Cao có vị trí 1 2 3. Vậy carbon ở vị trí số 2 là carbon có bậc cao nhất. Đúng không các bạn? Vị trí số 1 là bậc 1, vị trí số 3 là bậc 1. Vị trí số 2 chúng ta thấy là nó bậc 2 bởi nó nối với lại là hai carbon khác thì nó là bậc 2. Cho nên ưu tiên sẽ cộng vào carbon có bậc cao. Vậy thì Br là phần mang điện tích âm sẽ được ưu tiên cộng vào vị trí carbon có bậc cao. Còn H cộng là phần mang điện tích dương sẽ được cộng vào carbon kế bên. Đó là carbon có chứa nối đôi ở kế bên ha, nhưng mà nó có bậc thấp hơn. Đó là vị trí số 3. Chúng ta không cộng vị trí số 1 bởi vì môi số 1 không có nối đôi. Đúng không? Vị trí nối đôi ở đây là vị trí số này. Vị trí số 3 là vị trí có nối đôi. Cô đánh số ngược lại cho các bạn dễ thấy. Vậy thì ở đây quy tắc mắc cớp nhi cớp nói như thế các bạn. Nhắc lại một lần nữa là nhà bác học người Nga phát biểu như sau. Đó là nguyên tử mang điện tích âm sẽ được ưu tiên cộng vào vị trí carbon có bậc cao nhất, có bậc cao hơn. Chúng ta thấy là hydro này ít hơn nè, này nó bậc cao hơn nè. Còn phần mang điện tích dương là phần H cộng sẽ được cộng vào vị trí carbon có bậc thấp hơn. Đó chính là phần có nhiều hydro hơn. Sản phẩm chính của chúng ta là cái sản phẩm mà cô đã vẽ đó các bạn. Đó là Br sẽ nằm tại vị trí carbon số 2. CH3CHBr. Và hydro sẽ được cộng vào vị trí carbon số 1. Bẻ gãy nối đôi đi. Vậy chúng ta chỉ có là CH3. Thì đây gọi là sản phẩm chính. Còn sản phẩm phụ cộng vào đâu các bạn? Sản phẩm phụ cũng phá vỡ nối đôi cộng ở đằng sau này. Được chưa? Chúng ta sẽ có là CH2Br. Đây là sản phẩm phụ. Nhớ là chỉ cộng tác nhân vào nối đôi, chúng ta không cộng ở đằng trước, chúng ta cộng ở đằng sau. Sản phẩm chính của chúng ta nhắc lại một lần nữa theo quy tắc mắc cớp nhi cớp.
là cái sản phẩm mà cô vẽ theo đường mũi tên. Còn sản phẩm phụ của chúng ta cộng vào vị trí ở carbon số 1 có nối đôi. Ví dụ tiếp theo cô sẽ cộng với nước. Cũng lấy anh ở trên luôn, CH3, CH, CH2. Đem cộng với nước. Nước thì cô tách ra là HOH để chúng ta biết được là phần nào là phần mang điện dương, phần nào là phần mang điện âm. Vậy trong HOH này phần nào là dương, phần nào là âm các bạn? Nguyên tử mang điện dương đó chính là H cộng. Nguyên tử mang điện âm đó là nhóm OH. Vậy thì nhóm OH sẽ được ưu tiên cộng vào vị trí của carbon có bậc cao nhất, đó chính là carbon số 2. Hydro sẽ được cộng vào vị trí của carbon có bậc thấp hơn kế bên, đó chính là carbon số 1. Đây sẽ được cộng vào, đây chính là sản phẩm chính của chúng ta. Vậy thì cô viết sản phẩm chính CH3CHOH sẽ được cộng vào vị trí của carbon có bậc cao CH mấy đây các bạn, CH3. Thì đây là sản phẩm chính. Vậy sản phẩm phụ của chúng ta thì OH sẽ cộng ở vị trí carbon có nối đôi CH3CH2OH. Đây là sản phẩm phụ. Đây là những phản ứng đơn giản, nó chỉ có hai sản phẩm thôi. À, như cô đã nói, có những phản ứng nó tới 3 sản phẩm hoặc 4 sản phẩm thì chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Quy tắc Markov Nikov phát biểu như sau. Trong phản ứng cộng HX vào liên kết đôi thì nguyên tử hydro là phần mang điện tích dương chủ yếu cộng vào carbon bậc thấp và phần mang điện tích âm sẽ được ưu tiên cộng vào vị trí carbon bậc cao. Đó là quy tắc Markov Nikov của nhà bác học người Nga. Có hai cái ví dụ cô nhờ các bạn làm giúp. Chúng ta sẽ có điểm cộng ở hai cái ví dụ này. Cô vẫn để hai cái ví dụ của cô bên cạnh để cho các bạn đối chiếu, các bạn tham khảo. Ví dụ là CH2 nối đôi CH3 cộng với lại là HBr. Rồi, chúng ta cũng sẽ tạo ra hai sản phẩm, đó là sản phẩm chính và sản phẩm phụ. Tiếp tục chúng ta sẽ đi lấy một cái bắc đối xứng nữa là CH2, CH3. Rồi, chúng ta sẽ đi cộng với lại là H2O. Ta cũng sẽ có hai sản phẩm chính và hai sản phẩm phụ. Thì nhờ các bạn viết bên dưới giùm cô. Chúng ta sẽ gọi tên bốn bạn. Các bạn nào có đáp án cho cái phần ví dụ đầu tiên không? Giờ chúng ta đánh mạch carbon nè. Bánh từ nối đôi đúng không? 1, 2, 3. Carbon vị trí số mấy bậc cao nhất? Trong 3 vị trí carbon ở đây. Vị trí số 2 là bậc cao nhất đúng không các bạn? Vậy brom sẽ ưu tiên vào vị trí của carbon số 2. Trừ đây. Cái này là cộng. Rồi, đó. Tiếp tục cô đánh số ở dưới. Đã gợi ý cho bạn ở trên rồi đó. Carbon số 2 ha, trong nối đôi thì carbon số 2 có bậc cao hơn carbon số 1. Vậy thì cái OH ngay chỗ này sẽ gắn vào vị trí của carbon số 2 làm sản phẩm chính. Còn lại là sản phẩm phụ.
ti hình là này. Cô nhận câu trả lời của một bạn là tên là, có nick là Betty Huỳnh. Bạn trả lời hai sản phẩm chính xác, nhưng mà không biết tên bạn là gì thì bạn có thể để lại tên bên dưới cho các cô, có thể có điểm cộng cho các bạn. Một bạn rồi. Phương trình đầu tiên đã có một bạn cho đáp án chính xác. Thêm một bạn nữa nào. Thêm một bạn nữa nào các bạn. Khó quá hả? Không biết được. Ở bên kia cô còn để sơ đồ mũi tên đã đi. Và đánh số gạch bon giùm bạn luôn rồi. Nguyên tử mang điện tích âm, tức là phần âm thì sẽ đi vào carbon bậc cao hơn ở liên kết đôi. Hết rồi à? Vậy thì không có ai có câu trả lời thì cô đi tiếp nha bạn ha. Vậy Br sẽ đi vào vị trí của carbon số mấy? Carbon số 2 làm sản phẩm chính. Vậy BRH sẽ đi vào vị trí của carbon số 1 làm sản phẩm chính. Vậy chúng ta có sản phẩm chính của chúng ta là gì? CH3. Rồi, phá vỡ nối đôi đi bạn ha. Chúng ta vẫn có C ở đây và đây là Br sẽ đi vào vị trí đây. Ta có là CH3. CH3. Một sản phẩm. Sản phẩm thứ hai của chúng ta là sẽ đi vào đằng trước. CH2Br. Tiếp tục nữa đó chính là gì các bạn? CH3. Đây là sản phẩm phụ. Tương tự như bài ở trên thì ở dưới H2O thì cô tách ra là HOH. Vậy thì OH là phần âm, còn H cộng là phần dương. Vậy thì nối đôi là ngay tại vị trí carbon số 1 có nối đôi ha. Vậy thì đối với carbon số 1 và carbon số 2 thì carbon số 2 là có bậc cao hơn. Vậy thì OH sẽ đi vào carbon số 2 và H cộng này sẽ đi vào vị trí của carbon số 1 làm sản phẩm chính. Sản phẩm chính của chúng ta như sau. CH3 CH OH CH2 CH3. Rồi, đây là sản phẩm chính. Còn sản phẩm phụ thì OH sẽ đi vào vị trí carbon số 1, CH3, OH, CH2, OH, CH2, CH2 và CH3. Đây là sản phẩm phụ. Được chưa? Đó là những phản ứng mà alken có cấu tạo phân tử không đối xứng thì thông thường thì sẽ tạo ra hỗn hợp hai sản phẩm. Phần phản ứng cộng này cô đã đi xong. Có cái khó là cái mà cô đã để hai phần bảng bên này, đó là cái khó ha. Cho nên là các bạn chú ý và các bạn cố gắng viết lại một lần nữa để các bạn có thể viết được những cái phương trình phản ứng để chúng ta đi làm toán. Cái tính chất thứ hai của phần alken đó là phản ứng trùng hợp. Tính chất hóa học của alken hơi dài và hơi khó. Các bạn chú ý. Hai, phản ứng trùng hợp. Trùng hợp có nghĩa là không có đi cộng với ai cả. Một mình nó thôi, với tác nhân là nhiệt độ, xúc tác và áp suất. Thì từ một phân tử nhỏ thì sẽ tạo ra những phân tử lớn, có khối lượng rất lớn, người ta gọi đó là polymer.
Định nghĩa phản ứng trùng hợp là quá trình cộng liên tiếp nhiều phân tử nhỏ để cho ra những phân tử có khối lượng lớn gọi là polymer. Đó là định nghĩa của phản ứng trùng hợp. Điều kiện các bạn nên nhớ rằng điều kiện của phản ứng trùng hợp này là phải có gì các bạn? Liên kết đôi phân tử phải có liên kết đôi. Cô lấy ví dụ như là mình sẽ đi trùng hợp ethylene. Trùng hợp thì mình có điều kiện là nhiệt độ, xúc tác và áp suất. Mình không cần nhớ chi tiết là nhiệt độ bao nhiêu, xúc tác là cái gì hoặc là áp suất là bao nhiêu áp. Mà chúng ta chỉ cần ghi là nhiệt độ, xúc tác, áp suất được rồi. Vậy thì khi mà trùng hợp cái này thì chúng ta sẽ tạo ra sản phẩm polymer, đó chính là CH2. Đây là polymer, người ta gọi tên đó là polyethylene, ký hiệu là PBE. Ký hiệu là PE. Công bằng phương trình này là N. Người ta gọi cái này đó là monomer ha, còn người này là polymer. Từ nhiều cái mắt xích, từ nhiều cái phân tử monomer này sẽ tạo ra những cái mắt xích polymer. Đây là một cái mắt xích thôi, có thể có tới hàng ngàn cái mắt xích mà CH2 này kết hợp với nhau để tạo thành phân tử PE các bạn nha. Ví dụ nữa cho các bạn đó chính là CH2 nối đôi CH3. Vậy khi mà chúng ta đi trùng hợp tê độ, xúc tác và áp suất thì chúng ta sẽ tạo ra sản phẩm gì? CH2 CH CH3, tất cả N lần ha, cả N lần. Thì đây gọi tên đó là polyrhoben ha, polyrhobilen đó các bạn ha, gọi là BB. Polyrhobilen. Đó là xong phần phản ứng trùng hợp. Nhắc lại một lần nữa, chúng ta đi từ phân tử nhỏ để chuyển thành những phân tử lớn gọi là polymer. Tính chất thứ ba của phần alkene đó là phản ứng oxy hóa. Oxy hóa của phần alkene nó phức tạp hơn phần alkan. Tức là ở đây nó ngoài cái phản ứng oxy hóa hoàn toàn cộng với lại là oxy thì alkene có một phần nữa là oxy hóa không hoàn toàn. Không hoàn toàn ở đây chúng ta có thể cộng với thuốc tím. Thì đối với thuốc tím thì alkene cũng là mất màu thuốc tím. Đây cũng là một cái dấu hiệu để nhận biết alkene. Ba nhỏ. Phản ứng oxy hóa. A. Oxy hóa hoàn toàn. Oxy hóa hoàn toàn hay còn gọi là phản ứng đốt cháy. Mình có phản ứng đốt cháy CnH2n đốt cháy trong khí oxy. Sinh ra sản phẩm là khí carbonic và hơi nước. Cân bằng phương trình N carbon NCO2 2n vậy cân bằng ở đây là NH2O. Oxy ở đây chúng ta sẽ có là gì đây các bạn? 3N/2. Ta nhận xét gì về số mol? Nếu gọi A là số mol của alkene, chúng ta có số mol CO2 là A nhân N, số mol của nước là A nhân N. Nhìn vào đây chúng ta nhận xét gì về số mol của CO2 và số mol của nước đây các bạn? Hai số mol này bằng nhau. Vậy thì khi đốt cháy một hydrocarbon mà có số mol CO2 bằng với số mol của nước thì chúng ta có thể suy ra đây là alkene. Được chưa? Vậy chúng ta có công thức nhanh đó chính là CO2 bằng số mol của nước. Nhớ nhé,
Nhắc lại một lần nữa, nếu đốt cháy một hydrocarbon mà có số mol CO2 bằng với số mol nước thì chúng ta có thể suy ra hydrocarbon đó chính là anken. Ngoài ra thì cô cung cấp thêm cho chúng ta những cái công thức thêm nữa ha, đó chính là số mol của anken bằng 2 lần số mol của oxy trừ cho số mol của CO2. Ngoài ra nữa, chúng ta có công thức nữa, đó là số mol của oxy sẽ bằng 3 phần 2. Ta thấy nè, ta chia ra, ta thấy 3 phần 2 số mol của CO2. Có một công thức nhanh nhanh nhắc lại một lần nữa cho các bạn mà bên phần đại cương hữu cơ, đó chính là gì các bạn? Số nguyên tử carbon chính bằng số mol của CO2 chia cho số mol của hợp chất hữu cơ. Vậy hợp chất hữu cơ cụ thể ở đây chính là số mol của anken. Được chưa? Đây là những công thức để chúng ta giải những bài toán đốt cháy. Chúng ta linh động. Không phải bài nào chúng ta cũng áp dụng hết tất tần tật các công thức ở đây mà chúng ta sẽ linh động nha các bạn. Phương trình, ví dụ như cô có là đốt cháy C2H4. Đốt cháy trong khí oxy sẽ tạo ra là CO2 cộng H2O. Cô cân bằng phương trình, ở đây có 2 carbon, 2 CO2, 4 hydro, vậy đây là 2 H2O. Vậy ở đây là oxy thì chúng ta sẽ có là 3N trên 2, 3. Ở dưới chúng ta có thể tự viết cho cô là C3H6 đem cộng với lại là oxy sẽ cho ra là gì đó ha. Thì chúng ta tự viết cho cô những phản ứng này, có thể là C3H6 hoặc là C4H8. Đó là phần oxy hóa hoàn toàn. Ở đây cô có một bài toán nhỏ cho các bạn. Ví dụ đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol anken. Chúng ta đi đốt cháy. Sau phản ứng chúng ta thu được 2,24 lít CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn. Ta tìm cho cô công thức phân tử của anken. Công thức phân tử của anken. Vậy thì chúng ta sẽ áp dụng các công thức bên kia mà chúng ta tính. Công thức phân tử có phải chúng ta sẽ đi tìm số carbon không các bạn? Vậy thì chúng ta sẽ tìm số mol CO2 trên cho số mol của anken thì chúng ta sẽ tìm ra số nguyên tử. Đây cô tìm số mol CO2 bằng 2,24 chúng ta chia cho 22,4 bằng 0,1 mol. Được chưa? 0,1 mol. Vậy từ đây chúng ta sẽ tìm là số nguyên tử carbon chính bằng số mol CO2 trên cho số mol của anken chính bằng 0,1 trên cho 0,005. Và các bạn tìm cho cô đó là đáp án là bao nhiêu? Là 2 đúng không? Vậy chúng ta sẽ có công thức phân tử đó là C2H4. Yeah, chúng ta sẽ áp dụng công thức nhanh. Thì những cái công thức bên đó chúng ta sẽ linh động nha các bạn. Linh động. Chúng ta đi tiếp phần B nhỏ, đó là oxy hóa không hoàn toàn. Oxy hóa không hoàn toàn. Thì đối với anken thì có thể làm mất màu thuốc tím, thì phản ứng này cũng dùng để nhận biết anken so với các hợp chất khác. Ví dụ như là CH2 nối đôi CH2 đem cộng với lại thuốc tím H2O thì sản phẩm của chúng ta sẽ tạo ra là rượu hai chất ethylene glycol CH2OH CH2OH ethylene glycol cộng cho MnO2 mangan dioxide
cái tổ KOH. Cô cân bằng phương trình ha. Đây chúng ta có 4 hydro, 4 H2O. Được chưa? Chúng ta có phương trình oxy hóa không hoàn toàn. Kết luận là anken làm mất màu dung dịch thuốc thuốc tím KMnOO4. Đây cũng là dấu hiệu để nhận biết anken. Đọc tên sản phẩm này đó là ethylene glycol, rượu hai chất. Cô đã đi xong cho chúng ta phần tính chất hóa học. Vậy tính chất hóa học của anken, các bạn nhớ rằng đặc trưng đó chính là phản ứng cộng, là phản ứng đặc trưng. Cộng đặt vào đâu? Cộng hydro, cộng halogen và cộng HX. Lưu ý cộng HX cho cô. Thứ hai đó là phản ứng trùng hợp để tạo ra những phân tử polymer. Thứ ba đó là phản ứng oxy hóa. Thì nhớ rằng ở đây có oxy hóa hoàn toàn và oxy hóa không hoàn toàn. Oxy hóa hoàn toàn đó chính là phản ứng đốt cháy, và oxy hóa không hoàn toàn đó chính là phản ứng đi cộng với thuốc tím để làm dấu hiệu nhận biết anken. Phần cuối cùng ta đi đó là phần điều chế. Bốn la mã điều chế. Điều chế thứ nhất là trong phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm thì chúng ta sẽ điều chế bằng cách đi bằng từ ancol trong môi trường axit CnH2n+1OH. Điều kiện là H2SO4 đặc, nhiệt độ là 170 độ C, thu được CnH2n+H2O. Ở đây có một cái quy tắc giai xếp mà cô sẽ nói cho các bạn ở phần sau nha. Lấy ví dụ C2H5OH rượu etylit H2SO4 đặc 170 độ C đun nóng lên, chúng ta sẽ thu được cái anh đó là C2H4 và hơi nước. Đó là trong phòng thí nghiệm. Trong công nghiệp, trong công nghiệp thì chúng ta sẽ đi điều chế từ ancan. Chúng ta có phản ứng này là phản ứng Ruskin mà cô đã hướng dẫn chúng ta rồi ha. CnH2n+2 thì chúng ta đi Ruskin ở nhiệt độ cao. Chúng ta sẽ thu được hai người, đó chính là CnMH2n+2 cộng cho CbH2b. Điều kiện N này phải lớn hơn hoặc bằng 3, M này là phải lớn hơn hoặc bằng 1 và B này phải lớn hơn hoặc bằng 2. Đó là điều kiện. N lớn hơn hoặc bằng 3, M lớn hơn hoặc bằng 1 và B lớn hơn hoặc bằng 2. Phản ứng này chúng ta đã học rồi, viết rồi. Ví dụ như cô lấy ví dụ là C3H8. T độ cao lên, chúng ta sẽ thu được cái gì đây? CH4 cộng cho C2H4. Ha, đây là điều chế ethylene. Cô đã đi xong toàn bộ nội dung của cái tiết anken tiết thứ hai của chúng ta. Thì chúng ta về xem lại cho cô, xem kỹ lại cho cô phần tính chất hóa học. Phần điều chế thì chỉ có phần này mới thôi, còn phần này chúng ta đã học rồi. Mình không có học bài slow anken, phần đó là nằm trong chương trình giảm tải cho nên mình không có học. Thì sau bài anken này chúng ta sẽ đi bài anken thôi, chúng ta không có học bài slow anken.
bạn cố gắng chú ơi nhớ dùm cô 170 độ C, bởi ở phản ứng này nó có một cái phản ứng nữa là ở 140 độ C thì nó sẽ ra cái sản phẩm khác. Cho nên là bạn chú ý là viết cho cô 170 độ C. Còn những bạn nào mới học thì ghi T độ thì cô cũng chăm trước. Tuy nhiên thì cô cứ nói đi nói hoài lại hoài cái con số đó thì mong các bạn nhớ giúp cho nha. Các bạn còn hỏi gì nữa không ạ? Rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn có những buổi học thật là tốt và các bạn phải làm bài kiểm tra thật là tốt nha. Cảm ơn các bạn.